Israel là một quốc gia có chủ quyền, có quyền như mọi quốc gia khác là xác định thủ đô của mình. Đây là lúc để chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thế giới, và đặc biệt là người dân khu vực Trung Đông, hẳn vẫn chưa thể quên tuyên bố mang tính lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bất chấp các cảnh báo, thậm chí là đe dọa của các nước, ông chủ Nhà Trắng đã giữ đúng lời hứa khi tranh cử của mình và nhấn chìm khu vực Trung Đông trong biển lửa giận dữ và phản đối. Thậm chí, những lo ngại về một dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình Trung Đông có thể trở thành hiện thực. Tất nhiên, ngoại trừ Israel, các quốc gia trong cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt là Palestine, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ với tuyên bố trên của ông Trump. Quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ đã tặng một Giáng sinh buồn cho người Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ đi ngược với thỏa thuận giữa Palestine với Israel và tuyên bố Hoa Kỳ không còn là một bên trung gian trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Hamas đã kêu gọi nổi dậy chống lại Israel và cho biết ông Trump đã mở ra cánh cửa địa ngục cho các lợi ích của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phản đối các hành động đơn phương đe dọa triển vọng hòa bình Trung Đông, đồng thời khẳng định không có giải pháp nào khác cho cuộc xung đột ngoài giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine. Giới quan sát cho biết, Washington đã lường trước các phản ứng tiêu cực từ phía các quốc gia Hồi giáo. Một số quan chức Nhà Trắng thừa nhận tuyên bố của ông Trump có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình Trung Đông, nhưng họ vẫn hy vọng nó sẽ hàn gắn tiến trình này về lâu dài như lời Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã cam kết. Thưa tiến sĩ Trần Việt Thái, vào thời điểm cuối năm 2017 thì chúng ta chứng kiến hai cái sự kiện. Thứ nhất là sự kiện IS bị hoàn toàn đánh bại ở Syria, mở ra cái triển vọng cho quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên song song với đấy thì lại là cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Vậy thì hai cái sự kiện này nó sẽ tác động như thế nào đối với cái tiến trình hòa bình ở Trung Đông trong năm 2018? Sơ bộ quan sát từ góc độ nghiên cứu chiến lược này, thì chúng tôi có mấy cái nhận định thế này. Cái nhận định thứ nhất là Trung Đông đang trải qua những cái bước ngoặt rất quan trọng. Và bản đồ chiến lược ở Trung Đông dường như đang được sắp xếp lại, đang được vẽ lại. Một là IS đúng là đã bị đánh bại cả ở Syria và Iraq, chứ không chỉ có ở Syria không. Và họ đã không còn tồn tại với tư cách là một nhà nước, một lực lượng khủng bố nhà nước độc lập. Và họ không còn chiếm giữ bất kỳ một vùng lãnh thổ nào. Về lực lượng nó cũng không còn đáng bao nhiêu cả. Các cái nguồn tài chính của họ cơ bản cũng đã bị chấm dứt. Thế thì dự báo là 2018 thì cái chủ nghĩa khủng bố và cái Hồi giáo cực đoan cũng như là IS ở Trung Đông đó, thì cơ bản nó đã không còn tồn tại như là một thách thức. Nhưng điều này nó đang làm cho quan hệ của các nước lớn với các nước trong khu vực Trung Đông và cái tập hợp lực lượng ở khu vực nó đang được sắp xếp lại. Mỹ hiện nay đang dần trở lại thông qua việc can dự mạnh hơn vào Iraq, can dự mạnh hơn vào khu vực. Bởi vì Mỹ vẫn còn kiểm soát, vẫn còn cái ảnh hưởng rất lớn này. Nhưng mà nếu nhìn lại, thì chúng ta thấy là cái vị thế của Mỹ cũng đang suy giảm. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, cái tập hợp lực lượng nó sẽ sắp xếp lại. Và Nga khẳng định được vị thế, nhưng cũng chưa đủ để lấp được cái chỗ trống mà Mỹ đã rút ra. Do vậy mà tôi nghĩ là vai trò của các nhân tố rất quan trọng. Ở đây thứ nhất là Iran, thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ, thứ ba là Israel và cái thứ tư là các cái quốc gia khác. Thế còn đối với vấn đề Jerusalem thì đúng là ông Trump đã đi ngược lại cả với thế giới, đi ngược lại với cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Riêng từ năm 67 đến nay là nghị quyết Hội đồng Bảo an có 10 cái nghị quyết về vấn đề Jerusalem và Israel Palestine. Thì vừa rồi họ đi ngược lại cả. Cái quyết định đơn phương đó đã làm cho chính Mỹ bị cô lập. Và nó đã có những cái hệ lụy rất là to lớn. Hệ lụy về an ninh, đấy là cái khủng bố, đấy là cái bạo lực, cái phản đối nó lan tràn ở khắp nơi. Thế rồi là cái nguy cơ về kinh tế. Không biết là ông quyết định như vậy là đằng sau đấy là lợi ích của ai. Chúng các công ty buôn bán vũ khí chẳng hạn. Thì cũng chưa thể khẳng định được cái chuyện này. Nhưng mà rõ ràng là không loại trừ là ông ấy xới vấn đề lên để bán vũ khí. Đấy là cũng là một cái tính toán. Thế rồi một cái vấn đề nữa là về mặt ngoại giao thì rõ ràng Mỹ bị cô lập, Israel cũng bị cô lập. Và thế giới đã phải có những nỗ lực để
giảm thiểu những cái tác động tiêu cực của cái chuyện này. Thì 2018 sẽ chứng kiến, tôi cho rằng là cái vấn đề mâu thuẫn giữa Palestine và Israel sẽ lại gia tăng. Bạo lực có thể xoay quanh cái vấn đề này nó sẽ lại bùng phát trở lại. Và rõ ràng là cái vòng xoáy bạo lực, cái vòng xoáy luẩn quẩn ở Trung Đông nó cứ tiếp diễn như vậy thì không biết đến bao giờ Trung Đông mới thoát ra khỏi được, thoát ra khỏi bạo lực được. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, một điểm nhấn khác trong năm 2018 đó là các cuộc bầu cử có khả năng định hình cục diện chính trị thế giới. Ví dụ như là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ, bầu cử Mexico, bầu cử Italia, bầu cử Quốc hội Hungary hay là bầu cử Tổng thống Nga. Trong đó thì bầu cử Tổng thống Nga thu hút sự chú ý hơn cả vì tuyên bố tiếp tục ra tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp sau liên quan đến cuộc bầu cử này trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời. Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tái tranh cử trong cuộc gặp gỡ công nhân nhà máy ô tô gas ở Nizhny Novgorod. Việc ông Putin chọn một phân xưởng sản xuất làm địa điểm công bố quyết định chính trị quan trọng của mình cho thấy người lao động sẽ là đối tượng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía chính phủ Nga một khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga, có tới 84% cử tri sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Giới quan sát cho rằng, việc tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập thể hiện sự tự tin của nhà lãnh đạo Nga cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư và nhằm tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi từ tất cả các đảng chính trị cũng như đông đảo người dân. Bên cạnh đó, nếu ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo, nước Nga sẽ có nhiều lợi thế. Đó là sự ổn định mà ông Putin đã duy trì cho nước Nga ở cả hai nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ vừa qua, cũng như giải quyết các vấn đề hết sức đa dạng và phức tạp trong chính sách đối ngoại của Nga. Thưa tiến sĩ Trần Việt Thái, ông nhận định như thế nào về khả năng tái đắc cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như là những thách thức của Tổng thống Nga trong cái nhiệm kỳ tới nếu như đắc cử ạ? Có hai cái nhân tố quan trọng. Là nhân tố thứ nhất là khi bầu cử đó, mình nhìn vào cử tri. Trong khoa học chính trị thì hiện nay cử tri cơ bản là thuận cho ông Putin. Thăm dò dư luận gần đây sơ bộ đều đánh giá tích cực đối với lại cái khả năng ông Putin thắng cử. Cái thứ hai là ứng cử viên. Thì cái ông ứng cử viên đối lập quan trọng nhất thì đã bị cấm tranh cử rồi ở Nga. Thì cái khả năng như vậy là cái khả năng thắng cử của ông Putin sẽ cao hơn. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là chiến thuật tranh cử. Và cái bộ máy hỗ trợ cho tranh cử. Phải nói ông có rất nhiều cái lợi thế. Thì xét từ cái phương diện là dự báo khoa học thì rõ ràng là ông đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Và dường như ở Nga hiện nay không có đối thủ. Thế thì có lẽ không khó để dự báo là ông ấy sẽ thắng cử vào tháng 3 này. Nhưng ổn định được cái bộ máy chắc phải cần đến tháng 6. Nếu có đề xuất được chính sách gì mới cũng phải tầm nửa cuối năm. Do vậy mà năm nay, nửa đầu năm, nước Nga sẽ phải tập trung vào nội bộ. Có thể nói là Nga sẽ bận vào nội bộ mất một chút. Nhưng về tổng thể chúng tôi cho rằng là ông Putin sẽ tiếp tục tranh cử, sẽ tiếp tục thắng lợi và sẽ tiếp tục cầm quyền. Và cái đường lối của nước Nga cơ bản vẫn sẽ như hiện nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, ông dự báo như thế nào về kết quả của bầu cử Tổng thống Nga cũng như là cái kết quả đó thì nó sẽ tác động như thế nào tới nước Nga cũng như là cục diện chính trị trên thế giới ạ? Tôi nghĩ rằng là vào thời điểm hiện tại cũng như vào năm 2018 thì chắc không có một cái ứng cử viên nào khác có khả năng giành thắng lợi ngoài cái đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Nếu như được trở lại với cái vị thế đó thì tôi nghĩ rằng là Tổng thống Putin sẽ tiếp tục tăng cường cái vị thế của nước Nga trong cái giai đoạn mới. Tuy nhiên thì có lẽ là tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin cũng phải điều chỉnh cái chính sách của mình làm sao đó để mà có được một cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa ở trong nước. Đó. Cũng như ở cộng đồng quốc tế thì tôi nghĩ rằng là ở đây có lẽ Tổng thống Putin nên tính tới những cái chiến lược mới mà bây giờ ví dụ như là việc Trung Quốc ấy, khẳng định cái vị thế của mình, thế rồi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới thì có lẽ là Tổng thống Putin phải suy tính để làm sao có được cả thêm sự ủng hộ quốc tế nữa thì cái vị thế đó sẽ chắc chắn hơn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Việt Thái và giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh.
Thưa quý vị và các đồng chí, năm 2018 bắt đầu với nhiều hy vọng nhưng cũng có không ít những lo ngại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong rằng xu hướng hòa bình ổn định sẽ trở thành chủ đạo và sẽ có nhiều hơn nữa sự hợp tác của các quốc gia lớn cũng như là cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề chung, tạo điều kiện để thúc đẩy nền hòa bình thịnh vượng chung của thế giới trong tương lai.